kính chào tới toàn thể các bác cùng tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc. Và một clip trong buổi chiều hôm nay, em xin được trân trọng giới thiệu và test một đôi loa hàng bãi xịn. Và đây là dòng loa Hỏa Tiễn cho anh Thụy có địa chỉ tại Gia Bình, Bắc Linh. Các bác thân mến, đôi loa hiện tại đang có giá 33 triệu đồng. Đôi loa sử dụng thùng gỗ sơn sần bóng màu đen, sử dụng 2 bát 40 từ 220 coi 100, sử dụng một loa chung từ 19 coi 8.0 bát 30 và sử dụng một tép kèn titan dòng tép BMC từ 17 coi 7.2. Các bác thân mến, nếu nói về lực đánh của đôi loa này, em có thể đi xa khoảng từ 10-20 đến 50 mét, chất âm vẫn rất là hay và chắc tiếng. Để cho các anh em đi làm sự kiện, các bác lưu nhé, để cho anh em đi làm sự kiện. Và đặc biệt các bác có thể lắp ở trong những ba sàn lớn, hoặc là các bác sử dụng ở quán cà phê sân vườn. Cà phê sân vườn các bác nhé, hát cho nhau nghe. Những đôi loa nó thể hiện được cái uy và cái chất, tiếng bass sâu, lời sáng. Các bác sẽ cùng trải nghiệm tiếp ạ. Các bác thân mến, theo như dự tính là anh Thụy sẽ sở hữu và ủng hộ cửa hàng hai đôi, nhưng vì điều kiện hôm nay vẫn chưa cho phép, anh tạm thời ủng hộ một đôi. Anh Thụy đây cho toàn thể các bác. Trực tiếp từ con đẩy CN Big Mã DS1800 đẩy 1U mạch class DS, công suất đạt 1800W trên một kênh. Các bạn lưu nhá. Chiếc đẩy rất là mỏng nhẹ. Một người đằng trước, hai người đằng sau. Úp cái mặt xuống. Đúng rồi, úp cái mặt xuống rồi, hai người đằng sau. Hai người đằng sau. Rồi chuẩn. Lên. Vâng, dự kiến là hai đôi. Nhưng trước mắt buổi chiều nay chở một đôi đã các bác ạ. Một đôi kia thì chưa thành thân. Chưa thành thân. Một đôi đấy đang bông mán lại. Mới. Tối nay hai vợ chồng ôm nhau mà bảo nhá. Cứ bảo và bàn kỹ lưỡng luôn. Ôm đẩy 16 triệu này phải không? Ôm tiếp con đẩy Celebic các bạn. Con đẩy rất là đơn giản, mỏng như con vang các bạn. Những đánh tiếng. Một đánh thôi rồi. Đây là chiếc thứ hai. Thùng gỗ các bác nhá. Đi làm sự kiện thì quá yên tâm luôn. Con đẩy này đấy. Các bác ơi, đôi này là đôi loa Hỏa Tiễn. Các bác có thể xem qua. Chiều nay thì em đã quay một video trực tuyến rồi đấy ạ. Đây. Đây. Chung 30. Tép từ 17. Đấy, và đây là khung của loa chung các bác nhá. Quá đẹp luôn. CT Music các bạn. Chiếc loa này thì em vừa cắt ra xong, em còn duy nhất 3 đôi thôi. Bởi chiều nay bán một đôi, vậy là chỉ còn 2 thôi các bác nhá. Chỉ còn 2 thôi, vừa cắt bao ra. Bụi bẩn đất cát còn nguyên luôn. Đấy. Và đây em sẽ chở lên tận nhà cho anh Thụy. Quá chất luôn những đôi loa cho anh em đi. Anh em đi làm sự kiện các bạn. Anh em đi làm sự kiện hoặc là các bác có thể sử dụng ở quán cà phê sân vườn các bác nhá. Quá đẳng cấp. Bánh rung nhà các bạn. Chim. Đánh hơi mét nghe như rót vào tai. Mà cái loại kinh quá. Để làm ăn cho đỡ lật. Vâng. Rồi em xin được cảm ơn toàn thể các bác nha. Bắt tay anh Thụy và hai anh em. Em mà với ở trong video bắt tay em còn phải chở nhà nữa mà nha. Cảm ơn anh nhá. Ok. Ok. Đây là quá gấu. Quá đẳng cấp luôn. Tiếng man nó đánh. Dây chưa tuổi. Một đôi này bằng hai đôi dây rồi. Vâng. Ok. Xin chào toàn thể các bác nha.